Hi, xin chào tất cả mọi người nha. Chúc mọi người có một ngày mới thật là vui vẻ nha. Em thương lên sóng giới thiệu cho mọi người hai cục cảm vân cực VIP luôn. Đây chị bạn này. Hàng đông đặc luôn nhé. Bắn tia này. Đây các anh nhìn. Bắn tia cực đẹp luôn. Hàng thì đông đặc luôn. Đấy, một cục thì tinh lõi, còn một cục thì còn rác. Nhưng mà rác rục các nhé. Rồi, em đi vào kích thước liền luôn cho anh chị bạn này. Cục thì cục nào cũng 10 cân một cục hết. Cục này có chiều dài là được 64. Đây. Chiều ngang phần đây này các bác này 20. Và đây cũng 20. Trên đây là được 12. Là từ đây này. Qua đây là 12 này. Chiều dày các bác nhá. Chiều dày của em này là được 14 này. 14 luôn đấy. Đấy. 13 14. Đấy. Ngọt ngà luôn. Tiện đục đều vít vần gần. Không chê đâu được đâu. Ok, cục số 2. Cục này cũng 10 kg. Cục đây thì hơi cong cong một xíu. Vân cũng rất là ok. Đây, cục này có chiều dài 60. 60, chiều dài được 60 này. Mình đặt cái thế đục rất là đẹp luôn. Có phần rộng nhất đây là được 23. Đường kính đây là được 14 này. 14 này. Trên đầu đây các bác này. Vân quá đẹp luôn. Không chê vào được. Trên hai cục đây thì anh chị cứ yên tâm là không thể chê vào được. Phải nói về vân đông đặc. Bắn tia. Đông đặc còn bắn tia. Các nhìn này. Dạ vâng, nếu anh chị bạn nằm thiện chí liên hệ mới hai cục này thì liên hệ với em số điện thoại là 0338918991 nhé. 20 cân hai cục vẫn bao VIP. Rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều đã xem video của em.